Hello em à, chào các bác nhá. Đây em vừa sổ ra một bông hoàng thảo vạch đỏ hoa đột biến trắng này. Này bông bình thường là nó màu đỏ như này các bác nhá. Này. Em đặt ở vườn không để ý. Hôm nay mới nở. Đẹp quá các bác ạ. Trắng tuyền luôn. Mũi có một chút màu vàng. Cánh cũng đẹp hơn mấy bông kia các bác nhá. Đây cái bông này thì em thấy là nó cánh bầu. Đang còn cái bông vạch đỏ nó như này này, bông thường nó như này. Đây, cánh nó nhọn nhọn, nó không được đẹp như bông này. Đây, bông này to và đẹp hơn các bác ạ. Đây, chuẩn hoàng thảo vạch đỏ đột biến luôn các bác nhá. Đây em đặt để trong chậu này là hôm nay tình cờ lên vườn là thấy nở hoa các bác ạ. Các bác nào muốn sưu tầm thì alo cho em theo số điện thoại 0327 550 678. Số này thì em cũng kết nối Zalo nên các bác có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em. Đây, cái rề này thì nó cũng khá là to, có mấy thân hoa các bác ạ. Nói chung là em bán giá gọi là hợp lý để cho các bác sưu tầm thôi, cho những các bác nào yêu lan muốn sưu tầm mặt bông đột biến của các dòng lan. Em thấy cái bông này rất là đẹp, bông nó to với lại cánh bầu, có ba bông tuyệt vời, quá là đẹp các bác ạ. Này. Nhìn nó đẹp hơn bông này rất là nhiều và to hơn rất là nhiều. Trắng tinh luôn. Đó. Giờ em đang quay là 2 giờ chiều. Đang rất là nóng, em đang ở trên vườn đây. Đây, vườn em đây các bác nhá. Mọi khi lan đùi gà trắng em cũng quay ở đây này. Đùi gà trắng thì em cũng có khá là nhiều đây. Em nhân ra để cho các bác sưu tầm. Đây là cái cúc hoàng thảo ken. Các bác muốn sưu tầm thì liên hệ cho em các bác nhé. Đẹp quá.